Vì sao trong Đại Kinh Sáu Ngừa, Trung Bộ Kinh có các đoạn sau đây? Con xin được đặt câu hỏi. Sa môn này các tỷ kheo, dân chúng biết các ông là vậy. Và nếu các ông được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận chúng tôi là Sa môn. Vì sao Phật không yêu cầu các tỳ kheo nhận mình là tỳ kheo, mà lại yêu cầu nhận mình là Sa môn? Sa môn và tỳ kheo có khác gì nhau không? Hai cái này ở chỗ này là một nhé. Nhưng mà quan trọng ở đây đó là cái ý nghĩa của cái từ Sa môn ha. Cái này được Đức Phật nói tiếp ở trong cái đoạn kinh bên dưới. Quý vị đọc kinh thì quý vị phải hiểu ha. Này các tỳ kheo, các ông được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ kheo, các ông phải tự tu tập như sau. Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa môn, những pháp tác thành Bà La Môn. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Đây là phần câu hỏi nha. Phật nói các tỳ kheo phải tu tập thọ trì thực hành các pháp tác thành Bà La Môn. Như vậy ở đây Thế Tôn không coi Bà La Môn là tà đạo, mà coi là con đường sai lầm, phải không? Mà ngược lại còn đề cao các pháp tác thành một vị Bà La Môn chân chánh, có phải vậy không sư? Như vậy quan niệm này ngày nay coi thường chia rẽ Bà La Môn là tu sai ngoại đạo, là tà đạo của một bộ phận Phật tử, liệu có còn đúng? Cái quan trọng là quý vị đọc kinh thì quý vị phải hiểu nghĩa của kinh. Còn đọc kinh mà không hiểu nghĩa kinh á, mà khi chúng ta suy nghĩ theo cái tư kiến của bản thân thì chúng ta suy nghĩ sai rồi, từ đó chúng ta nói nặng á, nếu mà nói nhẹ thì mình gọi là hiểu lầm, còn nói nặng á thì nó lại trở thành là mình phỉ báng Thế Tôn, điều đó là không có tốt. Đó là lý do tại sao mà có các lớp kinh tạng mở ra, để chi? Để quý vị khi mà đọc kinh á, quý vị được hướng dẫn là cái nội dung ý nghĩa của từng cái câu nó như thế nào, tránh cái chuyện mình hiểu sai, tránh cái chuyện mình hiểu sai. Ở đây đó quý vị phải đọc thêm nhiều bài kinh nữa ở nhiều nơi thì quý vị mới hiểu rằng đó, cái định nghĩa Bà La Môn của Đức Thế Tôn đó, nó không có giống định nghĩa Bà La Môn của cái giai cấp Bà La Môn xưa giờ. Nó cũng giống như khi Đức Phật gọi một người, đây là con trai con gái của Như Lai, mà chúng ta hãy dùng cái từ Phật tử đó, thì cái nghĩa đó nó không có giống như mình bây giờ. Mình bây giờ dùng từ rất là tùy tiện, tôi nói thiệt rất là tùy tiện. Dùng cái từ bậy bạ thì nó nặng quá, chứ không lẽ mình nói là Phật tử người bây giờ đó, mình dùng từ rất là bậy bạ. Ngay cả từ viên tịch cũng vậy, ở một tí là viên tịch, trong khi nó không có xứng đấy. Thì khi chúng ta dùng một cái từ nào đó, chúng ta phải hiểu cái người dùng từ đó họ hiểu nghĩa của từ đó như thế nào. Đối với xã hội Ấn Độ, Bà La Môn là một giai cấp, và việc thực hành các cái phương pháp của Bà La Môn đối với họ chỉ đơn thuần là cúng tế, thậm chí là bùa chú và những cái việc không cần thiết. Còn định nghĩa Bà La Môn của Đức Thế Tôn á, Thế Tôn định nghĩa lại là xưa giờ những cái người tự xưng là Bà La Môn họ hiểu sai. Cái từ Bà La Môn đúng cái nghĩa gốc của nó là những người ly dục, là những người ly dục. Chứ không phải cái kiểu mà hưởng dục cho đã rồi mình vẫn tự xưng là Bà La Môn. Cũng giống như tỳ kheo vốn dĩ đó, cái khú, nó có nghĩa là người đi ăn xin. Mà bây giờ thì
nhiều vị không còn đi khất thực nữa, khất thực nó thẳng là đi ăn xin, nhiều vị không còn đi khất thực nữa mà vẫn gọi là tỳ kheo. Do cái từ theo thời gian thì người ta hiểu sai rất là nhiều, mà Đức Thế Tôn là người định nghĩa lại để chúng ta hiểu đúng đắn về cái từ này, tức là gì? Anh chỉ được quyền gọi mình là Sa Môn Bà La Môn khi anh là người ly dục. Quý vị phải hiểu như vậy. Còn những người thời nay tự xưng là Bà La Môn mà họ là những người hưởng dục thì họ không xứng với cái danh xưng đó, và họ không thể nào tự nhận mình cái danh xưng đó. À, phải hiểu nghĩa Đức Thế Tôn nói. Chính vì như vậy Thế Tôn dành cái sự nghiêm túc và coi trọng khi dùng cái từ Sa Môn Bà La Môn, bởi vì nó được chỉ cho người ly dục, đó là dành cho phàm nha. Còn cao cấp hơn nữa đó, Sa Môn Bà La Môn là chỉ cho thánh nhân. Đây là định nghĩa của Đức Thế Tôn. Còn như sư đã nói, xã hội Ấn Độ do cái sự suy đồi của các phương pháp tu tập cho nên dần dần họ sử dụng từ ngữ một cách rất là tùy tiện, và dần dần nó chỉ đơn thuần là tên gọi thôi, nó chỉ đơn thuần là tên gọi thôi, nó mất đi ý nghĩa của nó. Cho nên cái chuyện mà sau này khi mà mình dùng cái từ Bà La Môn á, thì người ta cũng chỉ cho những người tự xưng là Bà La Môn mà không xứng với cái danh xưng của mình. Nha, quý vị phải hiểu như vậy. Sẵn sư nói luôn, có những từ mà sau này người ta dùng rất là tùy tiện mà nó mất đi ý nghĩa gốc ban đầu. Ví dụ như từ Phật tử. Cái từ Phật tử theo trong kinh Tạng, Đức Thế Tôn chỉ cho hàng thánh nhân, chỉ có thánh nhân á mới được xem là con trai và con gái của Như Lai, tức là thánh thôi, chứ còn mình phàm một đống như vậy mình không có xứng, không có xứng với cái danh xưng đó. Giống như bây giờ đó, sư nói quý vị có khoác cái long bào lên trên con khỉ và gọi con khỉ là hoàng thượng thì con khỉ nó cũng không phải vua, thậm chí nó cũng không phải con người nữa, chẳng qua là mình khoác long bào lên nó rồi mình tung hô nó, mình kêu nó là hoàng thượng thôi. Thì cái danh từ Phật tử cũng vậy, không có xứng. Rồi cái từ viên tịch, sư mới nói viên tịch nghĩa là gì? Là cái chết viên mãn. Ở đây chỉ cho các bậc A-la-hán hoàn toàn lậu tận, không còn tái sanh, các ngài mới có tư cách dùng cái từ viên tịch. Còn bây giờ đó, cứ hở chút người này chết, người kia chết là mình quăng cái từ viên tịch. Trong khi đó đó, họ đi lên hay đi xuống chỉ có bản thân họ biết. Nha, chỉ có bản thân họ biết. Thành ra bây giờ mình dùng cái từ rất là tùy tiện. Và không phải bây giờ mà từ hồi xưa đã như vậy rồi. Chứ còn cái từ mà Đức Phật dùng ở trong kinh Tạng, ngài dùng rất là chính xác. Nha, chứ không phải cái kiểu giải thích rồi đủ thứ bây giờ nha. Cho nên ấy, cái mà Bà La Môn thời nay, cái khi mà mình dùng cái từ Bà La Môn thời nay là mình chỉ cho những người tự xưng là Bà La Môn mà không xứng với cái danh xưng của mình, và họ tu tập theo đường lối ngoại đạo, tức là họ không có ly dục, họ không ly dục cái thứ nhất, cái thứ hai họ không tu tập theo bát chánh đạo đi đến con đường chứng đắc thánh đạo thánh quả nha.